tuần thơ Nguyên Tiêu của Bác thấm vào mình và thấm vào đời, thấm vào cuộc sống hôm nay. Đấy. Và mỗi cái dịp Tết đến xuân về, tôi thường là đi bộ hoặc là đi chợ hoa, quan sát cuộc sống sinh động mỗi năm mỗi khác. Và tôi thấy rằng đúng là Bác đã tiên lượng được từ lâu rồi. Và cái hồn thơ Nguyên Tiêu trong cái lồng lộng trắng soi ấy, nó sẽ soi mãi, chiếu rọi mãi vào tâm hồn, vào dân tộc biết bao nhiêu thế hệ còn để đời. Nguyên Tiêu là bài thơ được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác vào dịp rằm tháng Giêng năm Mậu Tý 1948. Nội dung miêu tả cảnh đêm trăng và buổi họp bàn việc quân của Bác với các cán bộ cách mạng được thực hiện bí mật trên sông nước ở chiến khu Việt Bắc. Bài thơ không chỉ nói lên vẻ đẹp của thiên nhiên trong cảnh đêm xuân đầu tiên trong năm, mà qua đó còn nói lên nỗi lòng yêu nước sâu sắc cùng những việc quân quan trọng mà người đang lo toan, gánh vác. Từ bài thơ Nguyên Tiêu của Bác, Nguyễn Quốc Anh đã cảm tác cho ra đời nhiều tác phẩm thơ ngợi ca về bài thơ ấy, trong đó tiêu biểu phải kể đến bài thơ Hồn Thơ Nguyên Tiêu. Tháng Giêng nghiêng bóng xuống rằm, sắc xuân nhuộm biếc, xuân trăng mơ màng. Thời gian mở cõi mênh mang, Nguyên Tiêu say trại bóng vàng đầy khơi. Rằm xuân lồng lồng trăng soi, vần thơ Bác vòng giữa đời thắm tươi. Nguyên Tiêu ấm ai tình người, non sông xuân đẹp đổi đời. Đào sắc thắm trăm miền, xa xôi biển đảo vẹn nguyên đất trời. Xuân vui ghi tạc lời người, dựng xây đất nước cuộc đời. Bộn bề bận với việc quân, hồn thơ vẫn thăm trăng ngân đầy thuyền. Trăng Nguyên Tiêu trải mọi miền, đời tươi sáng thỏa ước nguyện. Gặp tâm hồn giữa vần thơ, gặp tình Bác gửi vô bờ nước non. Cái bài Hồn Thơ Nguyên Tiêu là cái bài mà tôi cũng rất ấn tượng khi mà đọc bài thơ này. Thế thì cảm xúc của tác giả là bắt nguồn từ cái bài Nguyên Tiêu của Bác Hồ. Mà cái bài Hồn Thơ Nguyên Tiêu thì ý dụ ý của tác giả là muốn ca ngợi cái vẻ đẹp của ánh trăng Nguyên Tiêu, và đồng thời đó cũng là cái vẻ đẹp của quê hương đất nước khi mà Tết đến xuân về. Và từ đó nâng cao hơn nữa
rất là thể hiện một cái lòng kính yêu Bác. Được lấy cảm hứng từ bài thơ của Bác Hồ, nên trong những đứa con tinh thần của Nguyễn Quốc Anh cũng mang đậm hương vị thơ Bác. Tuy nhiên, để tạo sắc thái riêng của mình, ông đã đưa vào trong đó những góc nhìn cung bậc tình cảm và hơi thở của cuộc sống hiện tại. Sự khác biệt này đã góp phần tạo nên những nét độc đáo riêng, thể hiện tài năng và cá tính sáng tạo của một cây bút gạo cội. Đến nay, sau nhiều năm nung nấu, gom nhặt cảm xúc, ông đã có trong tay hàng chục bài thơ về Nguyên Tiêu. Mỗi bài thơ được ông khai thác ở một nội dung khía cạnh khác nhau, nhưng dù được viết ở thể loại nào, chúng cũng đều thể hiện tình yêu và cảm xúc mãnh liệt tác giả dành cho thơ ca. Lần tìm về với tháng riêng, đón Nguyên Tiêu mãi miền huyền thoại thơ. Vang vang vắc trại trăng mơ, tiếng thơ vang vọng cõi bờ ngàn. Lời cha ông những trở chăn, hồn dân tộc buổi thăng trầm đầy vơi. Đậm vàng son nét bao đời, lung linh tỏa dạng trói ngời. Tháng riêng về với Nguyên Tiêu, ngời hồn dân tộc phiêu diêu rực hồng. Vọng vang thơ Bác ấm lòng, mừng đẹp tổ quốc non sông. Lý Thường Kiệt đặt chủ quyền, thơ thần sóng dậy tận miền tâm linh. Hồn thơ đậm nghĩa ân tình, Bác Hồ định vị dân mình tự. Độc lập, hạnh phúc, ấm no, hồn thơ say mờ sắc cờ hồng tươi. Ấm nồng thắm đượm tình người, dằm xuân lồng lộng cuộc đời. Mượt mà thơ nối gieo vần, thỏa miền ước vọng xanh ngần Nguyên Tiêu. Cái ánh trăng Nguyên Tiêu đó của Bác đã khơi gợi và đã chiếu sáng. Ánh trăng Nguyên Tiêu ấy chính là ánh sáng của cách mạng, ánh sáng của trí tuệ, của một hồn thơ tài ba và của một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc.
Cho nên là đã thúc giục tôi, cái dòng cảm xúc nó tuôn chảy và tôi cầm bút mạnh dạn tôi viết thôi. Xong cái bài Nguyên Tiêu Huyền Thoại Thơ thì Bác Quốc Anh cũng đã viết là lần tìm về với tháng riêng, đón Nguyên Tiêu mãi miền huyền thoại thơ. Vàng vằng vặc trải trăng mơ, tiếng thơ vang vọng cõi bờ ngàn năm. Điều đấy để thấy được rằng là Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh nó đã trở thành một trong những cái dấu ấn, một trong những cái cảm xúc để cho các nhà thơ, trong đó có bác Nguyễn Quốc Anh đã viết nên những bài thơ rất hay và nó lay động lòng người. Ấm nồng hơi thở mùa xuân, phép tàn đông dục xa gần nắng lên. Gọi bầy ríu rít tiếng chim, chạm vào đánh thức thiên nhiên lòng. Đượm thắm đất trời, nồng nàn chảy giữa tình đời thương yêu. Bóng xuân tha thướt phiêu diêu, lướt trên lộc biếc dập dìu dưới. Gió la đà giọt vàng vương nắng chiều xa cuối trời, đong đầy nơi chốn lá lơi thắm tươi màu lá vàng ngời sắc hoa. Góp gom chiêu chất mặn mà bao la trời đất tinh hoa xa gần, đượm hương cây cỏ thơm ngần, đượm vào hơi thở mùa xuân ngọt. Trong xanh mây biếc từng cao, hồn thơ thắm đượm dạt dào tình xuân. Đọc thơ của Nguyễn Quốc Anh, ta thấy hồn của quê hương, hồn của đất nước, và thấy được những lời thơ nó mang những ca từ rất hay, đậm bản sắc dân tộc. Để chạm vào những nét tinh túy nhất của Nguyên Tiêu, hiện nay Nguyễn Quốc Anh vẫn từng ngày nghiên cứu sáng tạo để viết nên bức tranh xuân tươi thắm sắc màu.
ông vận dụng khéo léo các biện pháp nghệ thuật tu từ, điệp ngữ để làm nổi bật nội dung thơ. Qua đó không chỉ thể hiện tài năng mà còn cho thấy một tâm hồn bay bổng của một cây bút gạo cội. Tin tưởng rằng cùng với tình yêu và niềm đam mê, Nguyễn Quốc Anh sẽ tiếp tục nối dài những sáng tác của mình để ngày ngày mang đến cho khán giả những tác phẩm độc đáo, mang hơi thở của cuộc sống, ngợi ca quê hương đất nước, nhất là mỗi dịp Tết đến, xuân về.